đương nhiên rồi, mình phải chấp nhận như thế chứ. Ủa càng này kia là con này con đưa hành tâm vui. Bết hết rồi, bết hết rồi. Còn một xíu ấy. Bết rồi. Còn rẻ nhau ấy. Bết rồi, nguy hiểm cơm rồi. Mất rồi. Mất rồi. Thế là cũng lâu lắm. Lâu lắm rồi cũng mất rồi. Còn nó đó, con nhớ họ khác nhau. Cô vẫn nhớ nhớ rồi. Thế đi, vẫn nhớ là con bà xứng là. Anh em làm ai ở dưới nhà Dương. Không biết cô còn còn nhiều gì. Em chẳng việc không muốn anh em vẫn còn vẫn còn cả bốn đứa đây bây giờ là con cháu ở phía trước cụ thế giờ thì muốn xem là trí nhớ của cụ còn mình vẫn còn cụ nhớ không nhớ ai đây không thấy không cũng nhớ đâu cụ nhớ ai đâu không nhớ con ông quỷ rồi rất là chuẩn quá đi năm nay tuổi đời là đến 90 chưa? Chưa. 82. 82. Vâng. Đấy là 82. Vâng. Thế ông thì cháu là 89. 89 chứ. Khỏe. Vâng. Y tế thì làm gì có y tế. Y tế thì là toàn lương là làm. Đúng rồi. Đây là đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Năm mới gặp một lần đấy. Đúng rồi. Ông chuyên nhớ. Nói cho là 516 tỷ. Thế mà bây giờ anh nói mình bán cho lại. Thế các cô với chú ở chung cả có một đứa ở chung thôi. Một người chỉ không mấy đứa hai cô cháu chỉ có hai đứa. Hai đứa con trai cả. Hai đứa con trai cả. Ông thì còn nhiều. Ông thì cháu còn mấy đứa cháu cháu đây. Cháu là được 7 đứa con. 7 đứa. Vâng, hai trai và 5 con gái. Bây giờ cháu là phải chắc rồi. Vâng. Chắc ngoài cái phù chắc ngoài. Giờ đi nói cái chị năm nay thì em là cũng là tháng đi 88 tháng 9 thì 88 tuổi chưa. Đây còn 89 là theo tuổi mu. Bây giờ ngày xưa làm ta rồi đến cái tuổi này thì lụ phụ đi trở đường cái gì làm sao mà còn phóng xe máy trên đường được chứ chống gậy nhà quê là các cụ chống gậy hết rồi chống gậy thì chưa đi ngay thân thì đúng rồi không đi không biết đến này à con thân đấy vâng. Tối hôm qua lại gọi điện cho cháu rằng là hôm nay bận thế à thôi xin mời cả nhà uống nước mời ông tỉnh cái bác thiết là con ông thân bác thiết là ở ngoài núi của ngày xưa bác làm tổng cục năm nào thì ông cũng đến ngày trước là con ông nhớ tên các ông sinh nhà các ông thôi giám định đấy và tên các ông đây là không thể nhớ được vâng chẳng biết không biết được nhưng mà con cho bố năm nay có lẽ là tươi tắn hơn năm ngoái không đã làm đấy mà tươi tắn hơn năm ngoái kia còn nhìn con được không vẫn nhìn được mà không rõ quá rồi. Không rõ đeo kính có được nhiều nhiều yếu lắm vâng. Không yếu thì tất nhiên là yếu rồi đeo quen nằm đeo bằng tính nặng quả sống sót cả làng đến giờ giờ kể từ đây cũng đâu biết nào có được đấy là vì là có thế mình mới đáng đến cái tuổi mà vẫn đi dầm dầm đấy nói là mình trong đây người này chưa không cái còng lưng hơn vâng. Trước thì còn cái ông vô không có còn vâng, ông vô không còn mất rồi vâng năm nay hai năm vô hai tuổi vâng năm nay là sang năm lên đấy là tuổi mới là 107 nhỉ năm giờ 106 lên sang năm là 107 đấy không sớm hôm nay là đến mừng cho nhà ta được phong thì cũng phong đấy à vâng thì vẫn chi các gì
Không, là con gái út này này ở. Nên thứ hôm ấy là về bọn mình phường bọn mình đón tiếp mà. Vâng. Về trình làng. Đồng hương làng cũng mời tất cả đấy, mời tất cả các ông các bà, đồng hương của làng là vào ấy đấy, vào mùng 9 tháng Giêng. Chủ nhật. Vâng. Mùng 9 tháng Giêng. Vâng. Cũng cho là ca sư nhật. Vâng. Vâng. Ngồi họp tôi thì đến dự họp mà là vì mình là đại diện cho qua đây là của đúng không bạn bẩn. Thế họp xong mình cần mới làm mỗi người bác phở tôi xin phép tôi đi về. Nhưng mà tôi có việc phải về mình trước. Bây giờ mình biết ăn phở mới biết bụng già nói thật chứ. Không biết các bác này các em bây giờ ba hương cung là cái bụng già là nó khó chịu này. Không nói thật lòng này như thế. Đáng giờ không nói nó họ hàng sau. Thế là đồng hương là ở Hà Nội ta năm nào theo cái này là cũng mà đến chúc các cụ từ 100 tuổi trở lên. Đấy, cái đấy là cái quy ước của đồng hương rồi. Nhưng mà thực ra thì mình chắc họ ta chỉ là một cụ. Cũng chưa có cụ từ cụ thứ hai. Muốn mong chắc tình nhà cụ. Rồi tôi không đi được xe, máy đi xe ô tô, đi xe buýt, đi taxi không lo cái gì chứ nữa cả. Không có người mà không có điều kiện mà đến thôi. Thế thì quà của đồng hương thì là cũng không có gì nhiều, thế nhưng mà đây là tình cảm của bà con ở Hà Nội với nhau là đến để mà chúc sức khỏe mừng cho cái đồng hương của chúng ta, cái làng chúng ta có phúc mà có được các cụ từ 100 tuổi trở lên thì con được cái vinh dự là thay mặt cho đồng hương là một quà biếu cho bố. Thế còn món này đây là cái món quà kỷ niệm. Cái này tức là kỷ niệm. Thôi tôi đừng bắt bố cầm nữa. Không, tôi đừng bắt được. Cái này thế là để cầm tay mà thôi. Để tay mà thôi. Nằm thế thôi được. Nhưng cái là của anh em của đồng hương. Vâng, của đồng hương. Anh em đồng hương của Hà Nội. Thế thì ông em tôi xin tôi làm người nhân dân đưa ra là hội đồng hương đảng về nhân dân trưng cầu ý kiến đồng hương thế thì có người góp ý kiến bảo anh ấy bỏ chữ làng đi không được thế xong đó là tôi lại phải thuyết minh lại là bây giờ cái bần nhân dân là nó có nhiều đơn vị mà cái bần nhân dân cái làng ở đây là cái làng cũ làng cổ nó là chỉ một đơn vị nằm trong cái phường của bần nhân dân thôi cho nên là tôi vẫn muốn là để chữ làng. Thế thì không thấy không thấy ai góp ý kiến đúng như thế đấy đây chữ làng là chữ cái tích của người của mình là khu của mình giờ thì nó rộng mênh mông rồi cho cụ của nhìn một tí những người quê hương những người đồng hương của cuộc họp năm ngoái nó đều to lớn cả đấy chứ mà thằng này chủ tịch tổng cũng là Nguyễn Văn Tư nhá hai thằng bộ trưởng nhá không cái đó là ra được thằng Bùi Thanh Lưu là bộ trưởng nhá thằng Lê Ngọc Hàn là thứ trưởng nhá thì thằng Tư chết rồi nhá thằng Liêu chết rồi nhá thằng Hoàn bây giờ ấy mà thì cho cứ vân ra mắm ấy ngồi bây giờ cũng chỉ là lên bạn bè được 5 phút là tao về chứ bây giờ tìm mệt bây giờ thế mày cũng tự hào tao hơn rồi mày mấy của bây giờ tao đi cũng được cái đấy kém thế là người gì là cấp cái kém nó nhưng mà các bạn ấy thế là ngồi họp đi tao cái trách nhiệm mày là vừa với mình là đủ mình vừa với gì là đủ không so sánh nào không thể so sánh người ta được kia mà bảo mày em mày chúng mày tao học cùng nhau chúng mày biết thì mày làm những bộ trưởng người tao chỉ có phó giám đốc công ty mày có được có thằng bạn đâu khi chỉ còn là kỹ sư dường người ta